với ngày vui thành hôn của đôi bạn trẻ, chú rể Đức Phúc Sánh Duyên cùng với cô dâu Lan Anh. Và lời đầu tiên cho phép em xin đề nghị xin được gửi tới toàn thể quý vị có mặt trong buổi tiệc tân hôn trong buổi trưa ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Xin trân trọng kính mời một trong các tay thưởng lên đây quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, tay trong tay họ đang dìu nhau đi lên trong niềm hân hoan tuyệt vời của những người đang nếm trải mật ngọt của tình yêu, những bước đi chung trên con đường đời đầu tiên thật vững vàng và tự tin, bởi họ luôn luôn thấu hiểu được rằng tình yêu có một sức mạnh diệu kỳ tạo nên những phép màu có thật giữa cõi đời này. Dạ vâng, và hiện diện trên sân khấu của chúng tôi lúc này là đôi gương rạng người và hạnh phúc nhất. Và để tỏ lòng chiên sâu sắc với sự hiện diện của toàn thể quý vị, ngay bây giờ cô dâu và chú rể sẽ có một lời cúi chào gửi tới toàn thể quý vị. Và lời chào bắt đầu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, người con trực khoang của chúng tôi thì rất là tuyệt vời. Con trai con gái thì không ở đâu sánh bằng. Có ai thắc mắc hay chăng, cứ nhìn chú rể là bằng chứng đây. Còn cô dâu thì xinh đẹp tuyệt trần, muôn phần dễ mến lại đôi phần dễ thương. Còn cô dâu thì xinh đẹp như chị Hằng Nga, mà thiên bồng nguyên soái không quản cũng phải yêu. Còn chú rể của chúng ta ngày hôm nay thì trông giống Sĩ Điều, mà cô dâu thì lại giống nàng Kiều ngày xưa. Hai người ánh mắt đong đưa, nhìn nhau một cái thì lại say sưa tình hồng. Và cô dâu của chúng tôi ngày hôm nay thì ửng đỏ má hồng, đứng bên chú rể muôn phần đẹp trai. Hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Và chúng ta cùng dành cho hai nhân vật chính của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, dựng vợ và chồng cho con chính là trách nhiệm và bổn phận của cha mẹ, nhưng đồng thời đó cũng chính là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với cha mẹ. Và trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay sẽ thực sự thiêng liêng và có ý nghĩa khi có sự chứng kiến và dìu dắt của bố mẹ đôi bên. Và ngay bây giờ thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu và chú rể đại diện cho họ nhà trai nhà gái xin sẽ lên trên sân khấu để ra mắt quý vị. Xin trân trọng kính mời. Thưa toàn thể quý vị, và ngay bây giờ trên sân khấu tình yêu và hạnh phúc của họ nhà dài chúng tôi thì mọi nhân vật quan trọng đều đã có mặt. Và ngay bây giờ thì cho phép MC Đình Nghệ xin được giới thiệu về thành phần chủ hôn của hai họ. Về phía họ nhà trai xin được trân trọng giới thiệu ông Bạc Cầm Vĩnh và bà Bạc Thị Nhiên là song thân phụ mẫu thân sinh ra chú rể và vinh dự hôm nay là chủ hôn bên họ nhà trai. Xin được ra mắt quý vị, xin mời ông bà cùng bước lên một bước và cúi chào quý khách ạ. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho đại diện bên họ nhà trai. Dạ vâng, về phía họ nhà gái xin được trân trọng giới thiệu ông Cà Văn Tưới và bà Cà Thị Liệu là bố mẹ thân sinh ra cô dâu và vinh dự hôm nay là chủ hôn bên họ nhà gái. Xin được ra mắt quý vị, xin mời ông bà cùng bước lên một bước và cúi chào quý khách. Một tràng pháo tay thật đồng nhiệt nữa dành cho họ nhà gái. Dạ vâng, và ngày hôm nay hai nhân vật chính của chúng ta đôi gương rạng người và hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chú rể Đức Phúc và cô dâu Lan Anh. Xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến lên một bước và cúi chào quý khách ạ. Một tràng pháo tay thật lớn nữa dành cho hai nhân vật chính của chúng ta đi quý ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể hội hôn, kính thưa toàn thể hội trường. Vâng, nếu như trên trái đất này không có tình yêu thì chắc hẳn cuộc đời này không còn ý vị gì nữa.
bởi tình yêu chính là mật ngọt để thi vị hóa cuộc đời, là làn gió mát để vuốt ve cuộc sống của mỗi chúng ta. Dạ vâng, tình yêu quả thật tuyệt vời như thế, nhưng ít ai có thể định nghĩa được trọn vẹn tình yêu là gì. Thi sĩ Xuân Diệu có biết, đố ai định nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Và cô dâu, cô chú rể của chúng ta ngày hôm nay cũng đã trải qua nhiều buổi chiều như thế. Dạ vâng, quý vị ơi, không biết là trong hôn trường cưới của chúng ta ngày hôm nay, đã ai biết về câu chuyện tình của cô dâu và chú rể chưa? Dạ vâng, và rất là vinh dự cho MC Đình Nghệ là tối qua đã được chú rể Đức Phúc tâm sự với tôi đôi chút về câu chuyện tình của hai người. Và chú rể đã có tâm sự rằng là vào một đêm trăng rằm sáng tỏ, tại bụi khóm trúc bên làng, xung quanh chảy hội trăng rằm lên cao. Em ơi lòng anh xốn xao, gặp em biết đói thế nào được đây. Nhìn càng đắm ngắm càng say, chưa say men rượu đã say men tình. Rằng anh đây được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất quê hương Trường Quang, nơi quê hương anh đó chúng mình yêu nhau. Khi thượng hối, khi gối đầu, khi rơi hoa nở, khi trời trăng lên. Và rồi anh cũng đã nói với em rằng trên nay đủ lá đan sàn nên trăng, ngại ngùng nhưng em cũng cứ thưa, nói sao cho đẹp cho vừa lòng anh, để anh về anh lấy bổng cau mang sang tên với dàn trầu nhà em. Và khi được nghe những lời nói đó của chú rể Đức Phúc thì cô dâu Lan Anh của chúng ta vô cùng bối rối. Cô đã hiến mất tà áo tím trên tay cho tia sương nắng cỏ cây ven đường, môi son mã phấn bất thường. Nhìn anh em đã thấy thương anh rồi, mà thôi đừng nói nữa anh ơi, em đây đã hiểu những lời của anh. Và từ những lời nói yêu thương chiều mến đó đã đưa hai con tim họ tìm đến bên nhau. Và tình yêu của đôi bạn trẻ cũng đã nhận được sự đồng thuận của đôi bên gia đình, cũng như được sự chứng kiến và cho phép của chính quyền địa phương. Chính vì vậy, ngày hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2022, tức ngày 4 tháng 11 năm Nhâm Dần, là ngày lành tháng tốt. Và đôi bên gia đình và cô dâu chú rể đã chính thức lựa chọn ngày hôm nay để cử hành hôn lễ. Và kính thưa toàn thể quý vị, và theo như đồng hồ của ban tổ chức chúng tôi thì đồng hồ của chúng tôi đã điểm vào những giờ phút đẹp nhất, những giây phút thần tiên. Và ngay bây giờ cho phép MC Đình Nghệ xin được long trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Đức Phúc sánh duyên cùng với cô dâu Lan Anh xin chính thức được bắt đầu. Trời đã định sẽ duyên đôi lứa, trong một người anh lựa cho em là duyên, là đợi em bền tơ hồng say kết bên thềm mùa xuân, tiếng pháo nổ tức bừng rộn rã, đó là ngày ta đã bên nhau. Em xinh tươi trong áo cưới cô dâu, anh thì lịch lãm cũng đâu kém phần. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang chứng kiến những khoảnh khắc rạng ngời tuyệt vời và hạnh phúc nhất của chú rể Đức Phúc và cô dâu Lan Anh. Chúng ta cùng để một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nhé. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và trong ngày vui trọng đại trong buổi trưa ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ trao cho nhau kỷ vật của tình yêu, đó chính là chiếc nhẫn cưới. Dạ vâng, và sau đây xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến lên một bước đi ạ. Vâng, xin mời hai bạn trẻ sẽ quay mặt vào nhau, và đầu tiên thì xin mời chú rể sẽ trao nhẫn cưới cho cô dâu. Và chú rể ơi, ngày hôm nay thì một ngày vui trọng đại như vậy thì cô dâu sẽ, chú rể sẽ quỳ một chân xuống để đeo nhẫn cưới cho cô dâu đi ạ. Vâng, và đây sẽ là màn cầu hôn của đôi bạn trẻ dành cho nhau. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho màn cầu hôn tuyệt vời và lãng mạn này đi quý vị ơi. Vâng, kính thưa tập thể quý vị, đôi nhẫn cưới đã được đôi bạn trẻ lựa chọn và dành tới ngày vui trọng đại hôm nay để trao tặng cho nhau. Dạ vâng, kính thưa tập thể quý vị, và nhẫn cưới là tượng trưng cho tình yêu vuông tròn để đôi bạn trẻ có nhau mà trong cuộc đời này. Dạ vâng, và nó cũng được xem như là kỷ vật để cho đôi bạn trẻ cùng lưu lại trong muôn ngày sau. Và nghi thức trao nhẫn cưới để nói lên rằng là ngày hôm nay đôi bạn trẻ đã chính thức nên duyên chồng vợ. Và kể từ ngày hôm nay, đôi bạn trẻ sẽ cùng chung tay xây dựng hạnh phúc mới. Và chúng ta cùng cầu chúc cho đôi bạn trẻ sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Bằng một tràng pháo tay nữa được không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể hội hôn, kính thưa toàn thể hôn trường, nhìn lên nóc nét mặt song thân của cô dâu và chú rể, chúng ta nhận thấy đó là những nụ cười thật tươi vui và hạnh phúc. Dạ vâng, còn gì vui và hạnh phúc bằng khi giờ đây những đứa con yêu của mình đã tìm được điểm dừng của hạnh phúc. Và trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay thì bố mẹ của chú rể cũng như là họ hàng các anh các chị cô bác
bên nhà trai sẽ có món quà trao tặng đến đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên thì ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà đến từ bố mẹ của chú rể ạ. Xin mời bố mẹ của chú rể sẽ lên trên sân khấu để trao tặng món quà cho chú rể ạ. Đó là ông bà Cần Vĩnh và bà Bạc Thị Nhiên sẽ trao món quà cho cô dâu và chú rể. Và bên cạnh đó, bố mẹ đó là bố Tiếp và mẹ Thiên cũng sẽ có món quà để trao đến cô dâu và chú rể. Và xin mời bố Tiếp và mẹ Thiên cũng sẽ lên trên sân khấu. Hai bố mẹ của chú rể là những người đã thân sinh ra cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng đã chuẩn bị món quà để trao tặng đến đứa con trai yêu của mình. Xin mời bố món quà đến từ hai bố mẹ của chú rể ạ. Xin trân trọng kính mời. Ông bà bố mẹ Tiếp Thiên sẽ lên trên sân khấu đi ạ. Lên trên sân khấu để trao quà luôn. Bố Tiếp và mẹ Thiên sẽ lên sân khấu để trao món quà. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta đã nhận thấy rồi, món quà tuyệt vời này chính là cái tình cảm, tình yêu thương mà bố mẹ của chú rể đã chuẩn bị chắc chiu dành cho mình. Dạ vâng, rất là tuyệt vời. Và tiếp sau đây xin mời món quà đến từ mẹ Thiên đi ạ. Mẹ Thiên sẽ trao món quà cho chú rể ạ. Và món quà tiếp theo thì em xin nghệ sĩ được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà đến từ gia đình chị Minh. Và xin mời món quà đến từ gia đình chị Minh và gia đình ông Việt Tiệm ạ. Dạ vâng, một lần nữa thì ban tổ chức trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng hướng mắt về phía sân khấu để chúng ta sẽ chứng nhân cho những cái giây phút dạng người hạnh phúc nhất, cũng như là chứng nhân cho cái tình cảm rất là tuyệt vời mà bố mẹ cũng như là anh chị em họ hàng đã dành cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn món quà của chị Minh và món quà đến từ gia đình ông Việt Hiệp. Và món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình ông Thái Triển và gia đình anh Doanh Nghiệp. Xin mời gia đình Thái Triển, gia đình Doanh Nghiệp và gia đình Hoàng Huynh ạ. Gia đình anh chị Hoàng Huynh sẽ trở về với sân khấu để trao món quà cho cô dâu và chú rể. Thank you.
Vâng, rất là tuyệt vời phải không quý vị? Vừa rồi là những cái món quà là chứng nhân cho cái tình cảm rất là tuyệt vời bên họ nhà trai dành cho cô dâu và chú rể, hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể của tôi, kính thưa toàn thể Phương Trường, trân trọng và quý mến. Và trong cái thời khắc trọng đại ngày hôm nay, để cho đôi bạn trẻ chúng ta cùng lưu lại những hình ảnh đẹp nhất, thì ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến về phía tháp ly để thực hiện nghi thức rót rượu sân banh. Xin kính mời. Sau đây xin mời cô dâu chú rể cùng tay trong tay ạ. Xin mời cô dâu đôi bạn trẻ chúng ta cùng che tay trong tay để rót đầy những giọt mật yêu thương. Và quý vị ơi, chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn lên để chúc mừng cho đôi bạn trẻ chúng ta đây ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, rượu là biểu hiện cho sự nồng cháy ái ân của tình yêu, sự khát vọng của con tim. Những dòng rượu đang chảy được ví như nước với mật ngọt, tức là để tưới cho tình yêu của đôi bạn trẻ được tươi thắm hơn, còn mật ngọt là để tô điểm hương vị cho cuộc sống mai sau. Rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trao độc thắm duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Dạ vâng, xin mời quý đôi chú rể cùng chung tay rót những ly rượu dưới đây. Nở nụ cười thật là tươi để chúng ta cùng ghi lại những cái khoảnh khắc tuyệt vời này. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và bất kỳ cô dâu và chú rể nào khi bước vào ngưỡng cửa của hạnh phúc thì đều sẽ trải qua những nghi thức rất là tuyệt vời này. Và đây cũng là nghi thức mà rất là nhiều bạn trẻ chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Các bạn trẻ ơi, chúc cho các bạn trẻ cô dâu chú rể bằng một tràng pháo tay nữa được không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, sinh con ra, nuôi con khôn lớn, dạy dỗ con cho đến khi trưởng thành chính là công lao trời biển của cha mẹ. Và cô dâu chú rể của chúng ta có được như ngày hôm nay chính là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến, đã nuôi nấng dạy dỗ cho đến khi trưởng thành. Và trong ngày vui trọng đại như ngày hôm nay, để tỏ lòng tri ân sâu sắc với công lao to lớn đó, thì ngay bây giờ cô dâu và chú rể sẽ dâng lên hai họ, bố mẹ hai bên những ly rượu hiếu rượu tình. Xin trân trọng kính mời. Và hai bạn sẽ tiếp tục tiến về phía giữa sân khấu đi ạ. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, và chúng ta sẽ cùng cầu chúc cho mối tình tham gia sẽ ngày càng keo sơn thắt chặt hơn. Xin mời đôi gia đình ta cùng chạm chén với nhau đi ạ, cùng chạm ly với nhau đi ạ. Dạ vâng, rất là tuyệt vời, xin chúc mừng cho họ nhà trai từ nay đã có được nàng dâu hiền, và xin chúc mừng cho họ nhà gái từ nay đã có được chàng rể thảo. Và đặc biệt ngày hôm nay, kính thưa toàn thể quý vị ơi, ngày hôm nay thì hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể đã được đón nhận được cái tình cảm, tình yêu thương rất là tuyệt vời của toàn thể quý vị. Sự có mặt của quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay chính là minh chứng cho điều đó. Và hôm nay chúng ta là những người thân yêu nhất của hai bên gia đình, và ngày hôm nay chúng ta trở về đây để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và em xin đề nghị mong muốn là quý vị, chúng ta sẽ chúc mừng cho đôi bên gia đình bằng một chén rượu tình cảm, được không ạ quý vị ơi? Vâng, vẫn là những cái nghi lễ, những nghi thức rất là tuyệt vời của toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng rót đầy chén rượu của mình và cùng tiếp tục đứng dậy để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bên gia đình nào quý vị ơi. Rót đầy chén rượu của mình và cùng đứng dậy đi ạ. Cô dâu chú rể sẽ tiến lên để sẽ uống rượu ra bôi luôn nhé. Hai bạn sẽ... Quý vị ơi, những mâm của ai chúng ta sẽ tự kiểm tra lẫn nhau được không ạ? Bao bê phi đông là hết hạnh rồi. Hấp phát xong chén là đất bao bê phi đông nữa. Mình đi là kinh mưa muôn là kinh hàm ăn hạch này. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nhau hô thật là to. Hô thật là to được không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau hô 1, 2, 3, rô, 2, 3, rô, 2, 3, uống. Được không ạ? Quý vị ơi, quý vị đã sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Dạ vâng, rất là tuyệt vời. Xin mời quý vị, xin mời hai bên gia đình ạ. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng uống rượu ra bôi.
Xin mời ạ, hai gia đình cùng hướng đi ạ. Tuyệt vời quá. Vâng, ngày hôm nay rất là tuyệt vời và quý vị đến đây với niềm nhiệt tình nhất, với một cái tình cảm rất là tuyệt vời, rất là đậm hậu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay thì bố mẹ đôi bên cũng như là cô dâu chú rể thì cũng đã đón nhận được cái tình cảm tuyệt vời của toàn thể quý vị rồi. Xin mời ông bà, chúng ta sẽ để lại cái chương trình. Sau đây xin mời ông bà sẽ trở về từng bàn tiệc để chào đón đến quý khách, còn cô dâu và chú rể sẽ tiếp đón lại một lúc nữa. Ngày hôm nay thì sau một thời gian dài yêu thương và tìm hiểu về nhau thì giờ đây đôi bạn trẻ cũng đã tìm được điểm dừng của hạnh phúc, và trong thời gian yêu đương và tìm hiểu về nhau thì chắc chắn một điều rằng là đôi bạn trẻ cũng đã trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất rồi, đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên đấy là nụ hôn riêng của đôi bạn trẻ, chưa ai chứng kiến, chưa ai nhìn thấy. Tuy nhiên thì trong ngày vui ngày hôm nay thì đôi bạn trẻ sẽ trao cho nhau nụ hôn thật nồng cháy trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể sẽ quay mặt vào nhau ạ. Cô dâu sẽ cho MC cầm hộ bó hoa. Xin mời đôi bạn trẻ sẽ quay mặt vào nhau và xin mời cô dâu sẽ đặt hai tay lên vai của chú rể đi ạ. Chú rể Đức Phúc sẽ vòng hai tay ông em của cô dâu Lan Anh đi ạ. Dạ vâng, và cô dâu với chú rể của chúng ta đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, mời một tràng pháo tay thật lớn lên để cổ vũ cho chú rể đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngay bây giờ xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng cặp mắt về phía sân khấu tình yêu để chúng ta cùng đến với một đoạn phim ngắn với sự thủ vai chính của cô dâu và chú rể. Và quý vị ơi, quý vị muốn chú cô dâu và chú rể hôn nhau thật lâu thì chúng ta sẽ vỗ tay thật lâu vào, được không ạ? Khi nào những tràng pháo tay quý vị dứt thì chú rể mới được ngừng hôn cô dâu. Và bây giờ nụ hôn của cô dâu và chú rể trao nhau bắt đầu. Những tràng pháo tay đâu ra? Hôn thật lâu vào và nụ hôn của cô dâu và chú rể sẽ được ống kính ghi lại đấy ạ. Chú rể ơi, hôn nhiệt tình vào đi. Hôn nhau đi, hôn nhiệt tình vào, cổ vũ nhiệt tình đi nào quý vị ơi. Cô dâu của chúng ta khoái đi ạ, cười rất là tươi. Dạ vâng, và hôm nay thì MC ngồi đây thì MC cũng đóng lắm, cảm thấy người đóng bừng. Dạ vâng, và chắc hẳn quý vị ở dưới cũng vậy, đúng không ạ? Một nụ hôn rất là tuyệt vời, và đó là cái minh chứng rõ ràng nhất cho cái tình cảm rất là tuyệt vời mà chú rể Đức Phúc đã dành cho cô dâu Lan Anh qua nụ hôn vừa rồi, phải không quý vị? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và nghi thức trao nụ hôn vừa rồi thì cũng đã khép lại buổi lễ thành hôn của chú rể Đức Phúc sánh duyên cùng với cô dâu Lan Anh. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và được sự cho phép của hai bên gia đình cũng như được sự cho phép của cô dâu và chú rể thì cho phép MC Đình Nghệ xin được thay mặt cho hai bên gia đình cũng như đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, đã không quản ngại đường xá xa xôi, không quản ngại mưa nắng để trở về đây chung vui chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trong lúc tiếp đón cũng như tiếp đãi, nếu có gì sai sót, kính mong quý vị hãy vì tình mến thương dành cho hai họ cũng như cô dâu và chú rể để bỏ qua cho, và xin chúc cho quý vị sẽ có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương và một đại dương hạnh phúc. Và đặc biệt là sẽ xin được chúc cho quý vị sẽ có một bữa tiệc thật vui tươi và ngon miệng. Và xin thay mặt cho ban tổ chức xin được chúc cho đôi bên gia đình từ nay đã có được dâu hiền rể thảo, và xin chúc cho cô dâu và chú rể sẽ trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thề. Sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ cúi chào và trở về từng bàn tiệc đi ạ.